Xin chào anh chị. Thường một cái câu hỏi mà khách hàng hay hỏi đó là giữa máy bào đá 2 dao và 3 dao thì nó có sự khác biệt gì về tốc độ hay không? Thì ở đây em có máy bào đá 2 dao và 3 dao đều là 500 W hết. Nói chung ngoại hình hoàn toàn giống nhau, công suất cũng giống nhau, chỉ có là một cái là 2 lưỡi dao và một cái là 3 lưỡi dao. Và bây giờ em sẽ thử về cái tốc độ của nó. Ở đây em sẽ xay một cái lượng đá bằng nhau trên mỗi cái máy và bấm giờ ha. Thì sẽ cho đá vào đầy trong cái ống này. Khoảng 10 giây. Và cũng tầm khoảng 10 giây luôn, trừ cái thời gian mà em xoay cái tô và bấm tắt, thì nói chung là cái tốc độ nó cũng tương tự nhau, chỉ có khác là thêm một cái lưỡi dao thôi. Và bây giờ em sẽ so sánh thành phẩm của hai bên ha. Đây là thành phẩm của 3 dao, còn đây là thành phẩm của 2 dao. Thì 3 dao thì thấy nó cái độ bong tiết, cái độ mịn của nó cao hơn so với 2 dao. Mình nhìn từ xa thì mình thấy là cái độ bong tiết, là độ trắng của nó sẽ nhiều hơn, còn bên này thì không bằng. Đây, cái hạt của cái 2 dao, cái hạt của 2 dao nó to hơn, nó còn những cái hạt to to này. Còn 3 dao thì cái độ mịn nó cao hơn, nó bong trắng lên như thế này, gọi là bong tiết nè, mịn cao thì nó mới bong được như thế này. Về tốc độ thì có thể là như nhau, nhưng mà về cái độ mịn của thành phẩm thì thằng 3 dao nó sẽ có độ mịn cao hơn một chút so với lại 2 dao.